Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành trải nghiệm xem phim trên cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB103D mà mình đã giới thiệu cho các bạn ở video clip trước. Đó, thì đây là cái chiếc đầu Blu-ray, ngoài khả năng chơi những bộ phim Blu-ray từ đĩa qua khay đĩa được trang bị ở phần mặt trước, thì nó còn có khả năng hỗ trợ chơi những bộ phim từ ổ cứng gắn ngoài thông qua cái cổng USB được trang bị trên thiết bị. Đó, thì mình đã kết nối với cái chiếc ổ cứng của mình, và đây là cái màn hình home screen của cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB103D. Thì để xem phim chúng ta vào cái mục movie. Đó, thì chúng ta tìm đến cái ổ cứng gắn ngoài của chúng ta. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành duyệt phim HD trên cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB103D này. Đó, để bạn xem coi cái chất lượng hình ảnh cũng như là cái khả năng xử lý trên những cái bộ phim này nó như thế nào của cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB103D. Đó, thì mình sẽ mở một bộ phim. Thì trên cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB103D nè, thì nó còn có cái tính năng resume rất là tiện lợi, giúp bạn có thể dễ dàng theo dõi những cái khúc phim bỏ dở. Với cái chiếc remote này cùng cái nút subtitle này, bạn có thể tùy chỉnh phụ đề đó. Bởi vì cái chiếc đầu Blu-ray này nó hỗ trợ phụ đề khá tốt từ những cái bộ phim trên ổ cứng gắn ngoài. Đấy. Tuy nhiên bạn không thể tùy chỉnh những cái nội dung của phụ đề, chẳng hạn như là phông hay là màu sắc của phụ đề. Đấy. À, mình sẽ mở thử một bộ phim khác. Cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB103D này chơi rất là tốt những cái bộ phim định dạng MKV ở đây. Tốc độ lock phim cũng khá là nhanh. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tô thử xem sao. Thì đây nó có đến 5 nấc tua. Đấy. 5 nấc tua. Thì cái chất lượng hình ảnh khi xem phim trên cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB103D này cũng khá là ấn tượng. Có thể qua những cái video này bạn không thể thấy được chất lượng thực tế khi xem phim bằng cái chiếc đầu Blu-ray BDB103D này. Đó, thì để có những cái trải nghiệm trực tiếp nhất và chính xác nhất, thì mời bạn đến Vida ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 để có những cái trải nghiệm cho riêng bản thân mình. Và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí, và Vida rất là hân hạnh khi được đón tiếp các bạn. Đó, thì với cái nút setup trên cái chiếc remote này, bạn có thể tùy chỉnh những cái thông số về video cũng như là audio của bộ phim cũng như là của cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB103D này, giúp cho cái việc trải nghiệm của bạn được chất lượng hơn. Đấy. Chẳng hạn trong cái phần video setup này, chúng ta có phần cái mục picture adjustment, thì ở cái cổng HDMI 1 nó hỗ trợ những cái công nghệ xử lý hình ảnh rất là tiên tiến, chẳng hạn như là Dolby Visual Resen hay là VRS Live-View. Đấy. Mình sẽ tô lùi thử xem coi nó như thế nào. Xử lý cũng gần như là tức thì, khá ấn tượng.
bạn còn có thể chỉnh cả resolution, kích cỡ hiển thị đó, thông qua cái nút resolution trên cái remote này đó, và chọn cái resolution thích hợp. Tuy nhiên có một điều rất là đáng tiếc trên cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB-103D này thì nó không thể chơi được những cái file Blu-ray 3D ISO. Tuy nhiên cũng không phải là không có cách, bởi vì nếu bạn mang cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB này đến một cái cửa hàng nào đó biết thực hiện việc bẻ khóa thì cái tính năng này nó sẽ thực thi, nghĩa là bạn có thể chơi được những cái file định dạng Blu-ray 3D ISO, thì cái chiếc đầu Oppo BDB 103D của mình chưa được jailbreak, cho nên chưa thể chơi được những cái file Blu-ray 3D ISO như các bạn thấy. Thì cái chi phí jailbreak khoảng 700-800 ngàn cũng khá là đắt. Tuy nhiên để có những trải nghiệm tốt nhất thì bạn có thể thử. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip lần sau.